Cái việc mà chúng ta bằng lăng ghép thường quy á, thì cái đây mình đã ghép nó để lâu năm rồi, còn được năm mấy năm rưỡi á, thì bây giờ nó tràn mặt hết cái ốp chút chút ụ, nó rất to ha, tràn mặt hết, nó thành một cái cây thường quy luôn rồi, chứ không còn là bằng lăng nữa mấy anh em. Ở dưới đây này nó đã không bao giờ nứt cái lé bằng lăng nữa, thì nó đã thành rồi. Thì đây là bằng lăng hồng. Đó, thì giờ anh em mình xin cách ghép để mình chia sẻ với anh em cách ghép rất đơn giản, và kể cái bên lộn cái đây thường quy có trái luôn mình. Anh em nào hứng hứng thì lấy cái trái này ưa cũng được luôn. Trái giống bằng lăng không? Đấy. Không. Có trái luôn anh em, mình thấy ưa. Đây. Rồi mình đi qua đây mình coi ghép. Đây mấy anh em, sau hơn 15 ngày thì cái cây bằng lăng thường quy này thì nó lại ok, nó hòa hợp thành một, nó sống anh em. Nó rất là dễ dễ sống anh em, mình đừng có tưởng tượng khó, nó rất dễ. Anh em thấy không? Cái đây là cái đọt. Mình ghép tiếp niêm anh em, mình chọn một cái thân ghép bằng chiếc đũa. Về mình chọn mắt ghép bằng đầu đũa, mình chỉ niêm và mình dốt cái hình 10 mét, mình đưa vô. Quấn chặt lại, kín hết thì nó sẽ nứt ra thôi. Thằng mình thấy cái tỷ lệ chúng ta ghép ba mắt nhưng mà nó đã sống ba mắt. Thì chứng tỏ là cái cách ghép này nó hiệu quả. Nó hiệu quả hơn cái cách ghép chúng ta ép thân. Ghép thân là chúng ta niêm vô da đây, chúng ta ghép thì ép thân nó là nó ghép nó lâu hơn, nó chậm hơn, và cái độ phát triển của nó không có ngon so với cái cách ghép ghép niêm thân với thân. Chúng ta không nên ghép áp da. Rồi tiếp tục chia sẻ mấy anh em là mấy anh em nên khi ghép chúng ta lưu ý chúng ta để lại vài cái cọng lá này. Người ta vẫn để vài cọng lá, mục đích cho cây chúng ta thở và nó phát triển cái mắt khí của chúng ta, nó nuôi cái mắt khí chúng ta. Nếu như này chúng ta để nè, nếu chúng ta không để cái này thì nó không có nuôi cái mắt ghép. Mắt ghép của chúng ta không bao giờ nuôi nha, nói trước mấy anh em là không nuôi được nha. Nên là anh em mình buộc phải để lá để gì, để nuôi mắt ghép. Nhớ nha mấy anh em, nuôi mắt ghép thì cái cành chúng ta mới sống được. Và nó cái dưới chỗ này không có lá đây, ít lá đi, chúng ta mà không để một vài cái lá đây thì cái chỗ mạch sống này, cái cây đây nó tưởng nó là cái cành này đã chết rồi, thì cái cây này không phát triển được. Để lá đây thì để nó thực hiện cái chế độ quang hợp, lấy không khí lấy oxy gì đó ví dụ vậy, thì lúc này là cái cành là sống thì cái mắt ghép mình nó mới sống. Rồi mình ra mình tiếp mình xem những cái cây khác. Anh em thấy cây này ha, cây này cũng vậy thôi, phải không? Đó thì cái cách ghép bây giờ mình ghép mà khi nó nứt được cái đọt này á, thì mình bắt đầu mình mở cái đây ra, mở cái giấy ghép ra, mở cái giấy ghép ra, thấy không? Đó. Thì ghép vẫn chưa ha, chưa để lá, chưa lá thở, chưa lá mạch để sống. Nếu anh em mình không biết cách chừa thì nó chết, anh em thấy không? Cây này bằng lăng quái ha. Tiếp vô một cái nhánh tường quy, anh em thấy không? Rất là nghệ thuật này. Thì nói chung là cái ghép này rất đơn giản, anh em mình có thể xem cách ghép niêm của hướng dẫn bonsai VN, hoặc là anh em xem cách ghép niêm cục số anh em trên kênh khác, người ta chỉ với anh em. Cái ghép này cực kỳ đơn giản và hiệu quả và tỷ lệ sống rất cao. Đó anh em nhìn trong cái đọt đây là rõ nhất nè. Anh em thấy là đây, đó là chúng ta bó chặt như thế này, nó giữ ẩm trong đó. Nhưng mà anh em mình lưu ý là thấy nó nứt, khi nó nứt ra đây bắt đầu mình mở cái đây đi, thấy không? Mở đây nè, đó, chúng ta mở đây, chúng ta mở nhẹ nhẹ thôi, anh thấy không? Nó mở đây, nó ok hết, thấy không? Vậy là cây này ok, anh em cần tư vấn về cái cách ghép bằng lăng tương quy này liên hệ về bonsai VN nha. Số điện thoại Zalo là 0932411987. Mình tư vấn cho mấy anh em. Mình đọc lại là 0932411987. Cảm ơn mấy anh em.